Vì là mình đi sẽ có bất thân xong mà dạ mi. Còn xin quan diện điều học là vì tránh xa sẽ ăn xa giờ. Na chê ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan ta vi le ba na tha ra na man da na vi u sa na tha na Vì là mình đi sẽ có bất thân xong mà dạ mi. Còn xin quan diện điều học là vì tránh xa chỉ muốn hát có kèn đơn, xem muốn hát nghe đừng kèn trang điểm thô vật thơm dầu phẩm và đều tràn hoa. Quỳnh chai sayana maha sayana. Vì là mình đi sẽ có bất thân xong mà dạ mi. Còn xin quan diện điều học là vì tránh xa chỗ nằm ngồi nơi hoa cao và xinh đẹp. Bana ti ba ta sa sự sạc sanh a đi na da na về ramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng dự điều học là cư ý tránh xa sự trộm cắp ramacharya về ramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự thẩm dâm Mu-sa-wa-da Vệ-ra-ma-ni Sikha-ba-đăng Samma-di-ya-mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Su-ra-me-ra-ya-mat-chap-va-ma-da-tha-na Vệ-ra-ma-ni Sikha-ba-đăng Samma-di-ya-mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và ca chất sai vi ca la pho cha na vệ ramani sukha padang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ na cha người ta qua đi ta vi so kadasana mala gan da vi le banata rana mang dana vi phu sadathana Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn, xem mua hát nghe đờn kèn, trang điểm thơ vật thơm dồi phận và đeo trạng hoa. Ut cha sayana maha sayana. Vệ Ramani Sikha Padang Samadhiya Mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Im ăn ác thân cơ sâm mận na gác tăng vô thọp bình nhã tăng ưu bồ sát thân y mạnh cha ra tình y mạnh cha đi qua sân sâm ma đề quả thi ra khi tâm sâm ma đi ra ma. Chúng con xin thọ trì ba quan trai giới tròn đu tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng dự hành theo cho được trong sạch còn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Hasikabadani upo satasi lavase na iman charating iman chariwasang sa tukang kartwa ngap mamade na samarak hitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải nắm ơn dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Ama phan tê và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yon thi sile na phu kasam bada sile na niputin yon thi tas mai silang vui so tha ye. Các chúng sinh đã sanh về cõi trời cũng như dị giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng như dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng như dị giới,
Bởi các cái cho nên chư Phật tử có ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thụ sa thụ lành thai Uttamang ghe na vấn đề hăng ba đà phẳng xâm và ruột tạm ăn Bồ Thế Vô Khả Lì Tâu Đô Sơ Bồ Thâu Khả Mạ Tù Tăng Mà Măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là Đấng Chi Tôn Chi Thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đê hăng thầm mạnh cho Đức Vi Tăng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mô khá mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đê hăng sẵn khanh cha đu vi thót tam ăn sẵn khê vô khả lì tô đô sô sẵn khô khả mạ tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phanh Tăng và Thảnh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Suatthalatho sukto runho bodhassa sane aroko sukto hoi saha sape nyati pri saatthalathan. Sukitao runha bodhassa sane aroka sukta hoi saha sape nyati pri te atthalathan. Sukitao runha bodhassa sane aroka sukta ho saha sape nhà tiết tuyên tụ. Xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo cầu. Xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thụ sa thụ lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát. Cái liền kiếp sao nêu trệ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác năm sau cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh phải oan kết, nguyện cho nhân loại đáng tu hành. Nguyện dình tam học gây định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dẫn kinh chi cư sanh là cảm ăn cách tập băng kỳ đi văn mà cả dê na quả cha manasa thi đa xê sư gà tăng gà tăng dê sa ta san nhị nở a thi dê cha sa ta a san nhị nơ ca tăng bồn nhà pha lăng mày hằng sát bê pha ghi pha quan tu tê ghê tăng ca tăng sức quý đi tăng định năng bồn nhà pha lăng mày giải dê cha ta thành a cha nan thì để qua gành to nì dê đà dâm sát bê lô cầm hì dê sa ta trị quanh ta a ha đà hê tú ca ma muôn năng phô cha năng sát bê là phần tư ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cô.
cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Vừa con hội hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ họ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Ha, giá chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhục Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhục Bình để bái tâm bảo và thọ trì vi giới, do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Ha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi mấy hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học từ vựng và duyên sự câu pháp của kinh số 357. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bích Hài Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sân Hài Dạ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 357. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Lá Tình Nát Thế Giá Sắc Quân Đào Bi Bụt Thổ Mã Hệ Sì Giá Đà Hằng Đức Thầy Giá Tù Lô Phú Tâm Mộ Tóc Bá Gá Lù Hí Chệt Thá Cô Lô Cá Sá Sá Thầy Chá Na Đầm Mó Cù Quý Đồ Quỳnh Đà Má Hành Tầng Đá Rá Phù Chá Này Giá Cần Như Lai Giá Ngộ Pháp Mậu Này Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Nặng Tối Căn Tôi Thần Giáo Chủ Kỹ Năng Vô Lượng Từ Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Phát Trọng Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ giá tá sá 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 nô lô ca nó mình thá sá vi nà sá rô cổ sá phân nhu bút thấp bất đi bồ tí sân nhá tù hoàn đà mở hành tầng ná rá phù. Cái này giá tầng pháp bảo vi nhân vàng như là soi sáng vạc mạng vô minh phá tan lầm lạc nhân sinh để dẫn Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đại lễ Pháp Hoàng đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sâm phụ số thù số hát tá số xa quốc hồ chúng thờ số cao mô phù nền đà bất sở xà lý an nà nó vù quá rù hoành đà mở hành tầng nó rắc phù. Cái này rất cần đang bảo sinh vong Phật đà tâm học môn rõ để mà phát thân các ngài thanh tịnh ly trần các lễ thể pháp và mỗi năm nay vì con xin đảnh lễ tăng thì đáng cho cùng chung nhớ gì đến giờ ta trở tới giá trị thiền tu á thân hành tao xà vi hà nó vào nó xa về nó trật tu đầu tiên linh chúng con tán hóa thông minh học hành mọi giờ được Phật ghi danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Phần Tán Dương con Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu
Phật ngôn ở trong 57. Tinh đồ sa ni khét tà ni Tô số 2 Đồ sa đồ sa dòng bách trà. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1, câu 2. Tina đồ sa ni khét tà ni đồ sa dòng bách trà. Tina đồ sa ni khét tà ni đồ sa dòng bách trà. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Tasma hi vi tat đồ sê su. Rồi, câu 4. Đình năng hồ tê ma hấp phát lần. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Tasma hi vi tat đồ sê su đình năng hồ tê ma hấp phát lần. Tasma hi vi tat đồ sê su đình năng hồ tê ma hấp phát lần. Tasma hi vi tat đồ sê su đình năng hồ tê ma hấp phát lần. Rồi bây giờ chúng ta đọc nguyên bản ha. Tina đồ sa ni khét tà ni đồ sa đồ sa a dòng bách trà tasma hi vi tát đồ sê su đình năng hồ tima hấp pha lằng. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Bây giờ cái đọc thứ hai. Tina đồ sa ni khét tà ni đồ sa đồ sa a dòng bách trà tasma hi vi tát đồ sê su đình năng hồ tima hấp pha lằng. Tina đồ sa ni khét tà ni đồ sa đồ sa a dòng bách trà tasma hi vi tát đồ sê su đình năng hồ tima hấp pha lằng. Như vậy thì trường âm, đoạn âm đọc theo giọng kinh ha. Chúng ta có hai cách đọc ha. Cách đọc thứ nhất là chúng ta đọc nguyên bài ha. Nếu quý vị hơi của mình khóe thì đọc nguyên bài. Còn nếu mà quý vị cảm thấy rằng sức khỏe không được tốt ha, thì dừng lại cuối câu số 2 ha. Tới chữ bách trà ha, tới chữ bách trà dừng lại ha. Đó là theo giọng kinh. Còn đối với dòng kệ thì đây là một bài có 8 từ à, và một câu có 8 từ. Thì chúng ta chia làm 2 ha. Chúng ta đọc 4 4. Nhưng mà quý vị nên đọc một lần 2 câu ha. Kệ thì chúng ta phải có cái âm điệu lên và xuống à, thì nó bổ sung cho nhau à, âm thanh nghe nó mới à, tương đối ổn một chút. Còn nếu mà chúng ta đọc từng câu một á, từng câu một á, thì ý nghĩa nó à, có cái âm giọng nó hơi khó nghe à, quý vị quan hệ ha. Kể thì chúng ta đọc một lần 2 câu. Tina đô sa ni khe ta ni đô sa a dăng ba cha. Quý vị nhớ đọc lần 2 câu. Tina đô sa ni
Ketani dosa dosa ayam baca Tatmahi vi ta do se su Đình năng hô tí Mà hâm phá lăng Tí na đô xa Đi kê ta ni đô xa A yăng ba cha Tát ma hi vi Ta đô xê su Đình năng hô tí Mà hâm phá lăng Tí na đô xa ni khê ta ni đô xa a yăng pha cha Tát ma hi vi ta đô xê su đình năng hô tí ma hâm pha lăng. Rồi quý vị thấy bài này cái giọng kệ tương đối dễ ha. Mà giọng kinh ở đây cũng tương đối dễ, bởi vì chúng ta đã học qua câu 356. Và câu 357 này chỉ thêm chữ đô xá. Đô xá có nghĩa là sân hận. Câu 356 nói lên ý nghĩa của tham, thì câu 357 nói lên ý nghĩa của sân. Chỉ khác có một từ. Chúng tôi nghĩ rằng bài này thì tương đối dễ. Và thêm một bài nữa thì nói lên chữ si, tức là tham, sân và si. Nó làm hại chính bản thân của chúng ta, cũng giống như cỏ làm hại ruộng vườn nha. Hôm nay ngày 29 âm lịch, cuối tháng, nhưng giờ quý vị cũng thông cảm, ở chùa còn phải chuẩn bị, cho nên quý vị nghe chó sủa là người ta tới ta phụ để lo vấn đề nấu nướng cho cái khóa tu một ngày ở chùa. Thì quý vị thấy cũng ồn ào ha, rồi chúng tôi cũng sẽ bận rộn. Thấy rằng cái câu này tương đối quý vị cũng nắm bắt rồi, tức là qua tâm tham, bây giờ thì qua cái tâm sân. Rồi chúng ta học để kiểm nghiệm là chính bản thân của mình có bị tham, có bị sân chi phối hay không. Mà cái sân này thì quý vị cũng quan hỷ ha. Quý vị cũng quan hỷ là chính bản thân của chúng ta thì cũng giống như một cái đám ruộng hay là một đám vườn, mà các loại cỏ như là cỏ chát, cỏ cu, cỏ gấu, cỏ mực, cỏ tùm lum cỏ ha, nhiều cái loại cỏ mà nó sinh trưởng lên trong cái đám ruộng, trong cái đám vườn của chúng ta, thì những cái loại cây giống mà đã trồng trước thì nó sẽ quý hoại. Nó làm cho những cây giống đó coi như là không được tốt đẹp, hoặc là khi nó chết. Và những cái cây mà chúng ta trồng để có bông, có trái, có hoa, có quả, thì bị những cái loại cỏ đó nó làm cho không ngóc đầu lại nổi. Thì cũng giống như vậy, chính bản thân của chúng ta khi mà tham ái sân khởi, rồi khi mà sân hận sân khởi, thì nó làm cho chúng ta duyên theo ác pháp, làm cho chúng ta coi như hướng về những bất thiện pháp. Mà quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta giống như nước nó chảy xuống những cái chỗ trũng, những cái chỗ thấp. Thì khi mà chảy xuống vô chủng của thấp như vậy, đó là cái khuynh hướng, khuynh hướng chung như vậy, tức là chúng ta làm ác nó dễ hơn. Cho nên khi mà sân hận mà sinh ra trong tâm của chúng ta thì nó làm cho chúng ta hướng về ác pháp. Nhất sân chi quả năng thiêu vạn quận công đức chi sơn, tức là sự sân hận
giống như lửa vậy ha. À, nó làm cho chúng ta không biết mình là ai. Thì bao nhiêu cái thiện pháp mà chúng ta đã tạo ra nó tiêu hủy hết. Bởi vì khi mà chúng ta tạo thiện pháp được nhiều á, tạo những cái công đức ba la mật nhiều mà sân hận mà nó nổ khùng lên thì người ta gọi là bồ đề giai. Mà khi nổ khùng lên thì nó mất ngon, giận mất khôn, mình không còn tỉnh táo, chính không còn tỉnh táo như vậy, cho nên cái sự sân hận nó làm cho chúng ta coi như là không thể duy trì, bảo vệ và thực hành thiện pháp. Thì như vậy ở đây cái sự sân hận nó làm cho chúng ta coi như là không hướng đến đạo quả, không hướng đến nhàn cảnh được. Thì Đức Phật đã dạy ruộng có cỏ là độc hại mà chúng sanh có sân hận nó cũng là độc hại. Chính vì vậy thì con người khi mà đã xa lìa được cái sự sân hận thì sẽ có được một quả báo cao thượng, có một quả báo lớn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng sân hận cũng là một trở ngại để chúng ta thực hành thiện pháp. Rồi bây giờ quý vị quan hỷ ha. Nãy giờ Sĩ Kim đưa tay cũng mỏi rồi ha. Rồi mời Sĩ Kim nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài sớm tại con phải đi nghe. Hi, just Amy Paris. Hay quá, hay quá. Con xin trả bài trước nha. Một, hai. Có một người nghe rõ hả? Quý vị có nghe tôi rõ không vậy ha? Rồi, hai người nghe rõ, đủ rồi. Ba người, đúng rồi. Cảm ơn nha. Đủ rồi. Vậy âm thanh ok ha? Rồi, con xin đọc rồi nha. Bữa nay con phải công chuyện, phải nghe chuyện khác nữa. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú, trả bài đọc phân tích đọc kinh đọc kệ đại khái ha, là trả bài đi. Câu Pháp Cú, Kinh Pháp Cú câu 357 và con xin đọc. Tí ná đồ xà ni khét tà ni đồ xá đồ xà a dằn pa cha tas ma hi quỳ ta đồ xề xú đình nằng hồ tí ma hấp pa lăng tí ná đồ xà ni khét tà ni đồ xá đồ xà a dằn pa cha tas ma hi quỳ ta đồ xề xú đình nằng hồ tí ma hấp pa lăng tí ná hai đoạn âm đô sa hai trường âm thông thường ní đoạn âm khét trường âm ngắn ta trường âm thông thường ní đoạn âm đô trường âm thông thường xá đoạn âm đô sai trường âm thông thường á đoạn âm dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm bá đoạn âm cha trường âm thông thường câu đọc lại câu số 1 số 2 tí ná đô sa ní khét ta ní đô xá đô sa ai dân ba cha câu 3 câu 4 phân tích tas trường âm ngắn ma trường âm thông thường hí đoạn âm quy trường âm thông thường tá đoạn âm đô xê hai trường âm thông thường xú đoạn âm đinh trường âm ngắn năng trường âm tập thi giọng nguyên âm hồ trường âm thông thường tí má hai đoạn âm háp trường âm ngắn phá đoạn âm lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm đọc lại hai câu 3 và 4 tas ma hí quy tá đô xê xú đinh năng hồ tí má háp phá lăng đọc lại từ đầu nguyên bài từ câu 1 đến câu 4 tí ná đồ xà ni khét tà ni đồ xá đồ xà a dằn pa cha tas ma hi quỳ ta đồ xề xú đình nằng hồ tí ma hấp pa lăng tí ná đồ xà ni khét tà ni đồ xá đồ xà a dằn pa cha tas ma hi quỳ ta đồ xề xú đình nằng hồ tí ma hấp pa lăng đọc kệ cái bài này ngộ quá đồ xá giống như mấy cái nốt nhạc đồ mi đô xá vậy cũng vui lắm hết sư. Bữa nay con thấy chó nó sủa nó hòa âm cũng vui lắm hết sư. Xin đọc con xin đọc kệ. Tì na đô xá ni khét ta ni đô xá a dăng ba cha
tas ma hi vi ta do say so đình đang hô ti ma hấp pa lang ti na do sa ni khét ta ni do sa a yang pa cha tak ma hi vi ta do say so đình đang hô ti ma hấp pa lang cỏ làm hại ruộng vườn, xăng làm hại người đời, bố thí người ly xăng, do vậy được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi, siêu siêu đưa công chuyện hết rồi. Ai, chắc ngài không có dỗ tôi đâu. Cảm ơn quý vị nha, dạ xin mời quý vị khác nha. Cảm ơn cô Mết Trà cho bông qua ha, dạ. Xin trả máy mời quý vị khác lên nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin trả bài câu pháp cú 357. Tina đô sa ni khét ta ni đô sa a yam ba cha tát ma hi vi ta đô se su đinh năng hồ ti má hấp phá lăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Tí đoạn âm, ná đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, đô trường âm thông thường, xá đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường, tí na đô sa ni khét ta ni đô sa á văn bá cha. Và câu 3 và câu 4, tas trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, đô xê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, má đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, và lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát ma hi vi ta đô xê xú đinh năng hô tí má hấp phá lăng. Và con đọc lại hết bài. Tí na đô sa ni khét ta ni đô sa a văn bá cha tát ma hi vi ta đô xê su đinh năng hồ tí ma hấp pha lăng. Tí na đô sa ni khét ta ni đô sa a văn bá cha tát ma hi vi ta đô xê su đinh năng hồ tí ma hấp phá lăng. Dạ con cũng xin kể. Tì na đô sa ni khét ta ni đô sa a văn ba cha tạch ma hi quy ta đô mê đô xê xô đinh năng hô ti mà hấp pha lăng. Tì nã đô sa ni khét ta ni đô sa a văn ba cha tạch ma hi quy ta đô xê xô đinh năng hô ti mà hấp pha lăng. Có làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người lý sân, do vậy được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con có chỗ nào sai thì xin ngài và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin nhường mic cho người kế tiếp. Dạ con kính mời người kế tiếp ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Thầm Mày, dạ, Nam Mô Sầm Thầy, dạ, dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin trả bài. Tina Đồ Sa Ni Khất Tà Ni Đồ Sa Đồ Sa A Yang Bát Cha Tas Ma Hi Vì Ta Đồ Sê Su Đình Nằm Hồ Tí Ma Hát Phá Lăng Tina Tina đồ xà ni khất tà ni đồ xà đồ dạ con xin xong hỏi còn đọc lại Tina đồ xà ni khất tà ni đồ xà a yằng ba cha tas ma hi vi ta ta đồ xê su đình năng hồ ti ma ha pha lăng tí Tina đồ xà ni khất tà ni tí là tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khết là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Tí ná đô sa ní khết ta ní đô sa đô ní đô sa a dằng ba trà đô. Đô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đô là trường âm, đô xa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đô xa ni khất ta ni đô xa a văn ba cha tas ma hi vi ta đô xê su đình năng hồ ti ma hấp pha lần Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đô là trường âm thông, đô, xê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo động, giọng âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tina đồ xà ni kết tà ni đồ xà a dần ba cha tas ma hi quý tas ma hi quý ta đồ xề su đình năng hồ ti ma hấp pha lần ti đa đồ xà ni kết tà ni đồ xà a chăng ba cha tas ma hi vi ta đồ sê su đình năng hồ ti ma hấp pha lần ti na đô sa ni khét ta ni đô sa a chăng ba cha tas ma hi vi ta đồ sê su đình năng hồ ti ma hấp pha lần. Dạ, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa cho con. Con xin trao mic lại cho chị Kim Nhung. Dạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho em biết tín hiệu đã nghe rõ ạ. Dạ, con xin trả bài. Câu Phật ngôn số. Dạ thôi để em kéo xuống chị ơi, khỏi phải bố sợ. Số 357 ạ. Tina đồ xà ni khét tà ni đồ xà a dằng pa trà. Tas mà hi quỳ ta đồ xề su đìn nằng hồ ti ma ha pha lằng. Dạ con xin phân tích ạ. Tí ná là hai đoạn âm. Đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tina đồ xà ni khê tà ni đồ xà a dằng ba trà. Tas là trường âm nhấn,
Ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đô xê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tas mà hi quỳ ta đồ sề su đìn nàng hồ ti ma ha pha lằng. Ti na đồ xà ni khê tà ni đồ sa đồ xà a dằng pa trà. Tas mà hi quỳ ta đồ sề su đìn nàng hồ ti ma ha pha lằng. Dạ con xin kể ạ. Ti na đồ xà ni khê tà ni đô sa đô sa a dăng ba cha tas ma hi vi ta đô se su din nang ho ti ma ha pha lang ti na đô sa ni khe ta ni đô sa a dăng ba cha tas ma hi vi ta đô se su din nang ho ti ma ha pha lang. Dạ, con xin xuống mic ạ, con đã kể xong ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. À, xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin phân tích cách đọc cô Pháp Cú 357. Ti na đô sa ni khét ta ni đô sa a yang pa cha. Tát ma hi vi ta đô sê su đình năng hồ ti ma hát pha lăng. Con xin cô phân tích câu 1, câu 2. Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm, đô trường âm thông thường, tá đoạn âm, đô ta hai trường âm thông thường, á đoạn âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Ti na đô sa ni khét ta ni đô sa a giang tha ta. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, vi trường âm thông thường, tá đoạn âm, đô dê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm, đin trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí má hai đoạn âm, hát trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Tát ma hi vi ta đô sê su đình năng hồ ti ma hát pha lăng. Con xin đọc lại nguyên câu Pháp Cú 357. Ti na đô sa ni khét ta ni đô sa a chăng pha cha. Tát ma hi vi ta đô sê su đình năng hồ ti ma hát pha lăng. Dạ con xin kệ câu Pháp Cú 357. Tì na đô sa ha ni khét ta ni đô sa ha a yang pa cha. Tạp ma hi vi hi ta đô sê su đình năng hô ti ma ha pa lăng. Dạ con đã xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Mến chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc câu Pháp Cú, câu 357. Tí na đồ xà ni khét tà ni đồ sa đồ xà a dằng pa trà. Tát mà hi vi ta đồ xề xú đình năng hồ tí ma hát pha lằng. Tí na đồ xà ni khét ta ni đồ sa đồ sa a yang pa cha. Tas ma hi vi ta đồ se su đình năng hồ tí ma hát pha lằng.
Con xin phân tích câu Tuệ Ngôn 357, câu số 1 và câu số 2. Tí, ná, hai đoạn âm. Đô, sa, hai trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Khép, trường âm nhấn. Ta, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Đô, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Đô, sa, hai trường âm thông thường. Á, đoạn âm. Giang, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Tí ná đô sa ni hét tà ní đô sa đô sa á dăng vá cha. Câu số 3 và câu số 4. Tás là trường âm nhấn. Ma là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Quy trường âm thông thường. Tá, đoạn âm. Đô sê hai trường âm thông thường. Sú, đoạn âm. Điên, trường âm nhấn. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hô, trường âm thông thường. Tí, má, hai đoạn âm. Hấp, trường âm nhấn. Phá, đoạn âm. Lăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát mà hi vì ta đồ xề xú đình nằng hồ tí má hấp phá lăng. Con xin đọc lại câu pháp cú 357. Tí na đồ xà ni khép tà ni đồ xa đồ xà dằn phá trà. Tát mà hi vì ta đồ xề xú đình nằng hồ tí má hấp phá lăng. Dạ, xin đọc thúc. Xin đọc phần dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ti na do sa ni khét ta ni do sa ayam pa cha tas ma hi vi ta do se su Đi năng hô tí ma ha pha lăng. Đi na đô sa ni khét ta ni. Đô sa a yang pa cha. Ta sma hi vi ta đô se su. Đi năng hô tí ma ha pha lăng. Dạ con xin hết ạ. Dạ có gì sai xin sư Đức sửa giùm con. Xin cảm ơn Sis Nhật Quỳnh đã post bài. Xin cảm ơn phần thể đạo tràng và con xin xuống mic, xin nhường mic cho bạn kế tiếp ạ. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài kệ bài cô pháp cú 357. Tín đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dằng ba cha tát ma hi vi ta đồ sê su đình năng hồ tí ma hấp pha lăng. Tín đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dằng ba cha tát ma hi vi ta đồ sê su đình năng hồ tí ma hấp pha lăng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dần ba cha. Tí, ná là hai đoạn âm. Đô, sa là hai trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Khét là trường âm nhấn. Ta là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Đô là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm. Đô là trường âm thông thường. Sa là trường âm thông thường. Á là đoạn âm. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bá là đoạn âm. Cha là trường âm thông thường. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa á dăng bá cha. Và câu số 3 và câu số 4. Tát ma hi vi ta đồ sê su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đô, xê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại.
Tina đồ xà ni khét tà ni đồ xa đồ xà a dằng bát trà. Tát mà hi quỳ ta đồ xề su đình nằng hồ ti ma hấp pha lăng. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Tina đô sa ni khét ta ni đô sa a dân ba cha. Tát ma hi vi ta đô sê su. Đình đăng hô tí ma hấp pha lăng. Dạ con đã đọc xong. Có sai con nhờ sư cùng đạo tràng sửa giùm con ạ. À. Dạ con xin mời cô Thanh Hoàng. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ cô Tư Nữ Phúc Hạnh cùng quý đạo hữu. Con xin đọc câu pháp cú 357 ạ. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a chàng pa cha tasma hi quỳ ta đồ sê su đình nàng hồ ti ma ha pha lăng. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a chàng pa cha tasma hi quỳ ta ta đồ sê su đình nàng hồ ti ma ha pha lăng. Dạ con phân tích câu một. Dạ cái máy con bị rớt ạ, con xin đọc lại ạ. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dạng pa cha. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Tí ná là hai đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường. Á là đoạn âm, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường ạ. Câu 3, câu 4. Tasma hi quỳ ta đồ sê su đình nàng hồ ti ma ha pha lăng. Tas là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đô sê là hai trường âm thông thường, sú là đoạn âm, đin là trường âm nhấn, năng là trường âm giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn, tí má là hai đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài ạ. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dạng pa cha tasma hi vi ta đồ se su đình nàng hồ ti ma ha pha lăng. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dạng pa cha tasma hi vi ta đồ se su đình nàng hồ ti ma ha pha lăng. Dạ con đã đọc xong, con xin đọc tiếng Việt ạ. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại đời người, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Đó là bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mic, con kính quý đạo tràng, quý sư và quý đạo tràng sửa cho con ạ. Con xin cảm ơn và con xin mời người kế tiếp ạ. Con không đọc. À, chiếc lá mùa xuân ạ, xin mời chiếc lá mùa xuân ạ. Dạ con xin đảnh lễ nhà chư Đức, con xin kính chào quý đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 357. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa a dằn pa cha tát ma hi quỳ ta đồ sê su đình nằng hồ ti ma ha pha lằng. Tina đồ sa ni khét
ta ni đồ xa đồ xa a dằng ti na đồ xa ni khét ta ni đồ xa a dằng ba cha tasma hi vi ta đồ xê su đình năng hồ ti ma hát pha lăng ti na đồ xa ni khét ta ni đồ xa yằng tí ná là hai đoạn âm, đồ xa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm đô đoạn a à, đô trường âm thông thường, xá đoạn âm đô xa là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm cha là trường âm thông thường, tí na đô xa ni khét ta ni đô xa a dân bát cha tát ma hi quý tát ma hi quỳ ta đồ xề su đình nằng hồ ti ma hát ba lần tát là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, đô xê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm, đin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, má là hai đoạn âm, hát là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tí na đô sa tas ma hi quỳ ta đô xê su đin năng hồ tí ma hát phá lăng. Tas ma hi quỳ ta đô xê su đin năng hồ tí ma hát pha lăng tí na đồ xà ni khét ta ni đồ xà tí na đồ xà ni khét ta ni đồ xà a dằn pa cha tát ma hi quỳ ta đồ xề su đình nằng hồ tí ma hát pha lăng tí na đồ xà ni khét ta ni đồ ta đồ xa a dằn ta cha tát ma hi quỳ ta đồ xề su đìn nằng hồ ti ma hát pha lằng ti na đồ xa ni khe ta ni đồ xa a dằn ba cha tát ma hi quỳ ta đồ xề su điện năng hô tí mà ha pha lăng. Dạ con đọc xong con xin xuống mít ạ. Alo. Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính lễ nghĩa thượng tọa trí đức đại đức pháp trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Và con xin đọc và phân tích câu kinh pháp cú số 357. Tina do sa ni khét ta ni do sa do sa a rằng ta cha tát ma hi quỳ ta do se su đình nàng hồ ti ma ha pha lằng tina do sa ni khét ta ni do sa do sa a rằng ta cha tát ma hi quỳ ta do se su đình nàng hồ ti ma ha pha lằng tí ná là hai đoạn âm. Đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, đô là trường âm thông thường,
xá là đoạn âm, đô xa là hai trường âm thông thường. Á là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tát trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm, quy là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, đô xê là hai trường âm thông thường. Xú là đoạn âm, đi là trường âm nhấn. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hô là trường âm thông thường. Tí là đoạn âm. Má là đoạn âm. Háp là trường âm nhấn. Phá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tí na đồ xà ni khép tà ni đồ xa đồ xà ác răng pa trà tas mà hi quỳ ta đồ xê su đình nàng hồ ti ma háp pha lằng. Tina đồ xà ni khép tà ni đồ xa đồ xà ác răng pa trà tát mà hi quỳ ta đồ xê su tình nàng hồ ti ma háp pha lằng. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ni sân, do vậy được quả lớn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc bài và phân tích xong. Bây giờ con kính mời cô chú kế tiếp. Nam mô Bụt Thà giá. Con Nam Mô Bụt Thà Ra, Nam Mô Tham Ma Ra, Nam Mô Sang Kha Ra. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, và kính đảnh lễ cái bà, cái cô Tu Nữ, và kính toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu Pháp Cú 357. Ti Na Đồ Xà Ni Khét Ni Ni Khét Tà Ni Đồ Xà Đồ Xà Ni Đồ đồ xa đồ xa a rằng bà ba cha ba cha. Xin đọc lại, con xin đọc và phân tích lại câu một. Ti na đồ xa ni khét ta ni đồ xa a rằng bà ba cha. Con xin phân tích. Tí là đoạn âm, na, tí ná là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Câu số 2. Đô sa rằng ba trà, đô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đô xa là trường hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tăng mà hi quy ta đồ xê su, tăng là trường âm nhấn, ma là trường âm thông thường, hí ký là hai đoạn, hí là đoạn âm, quý là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đô là trường âm, đô xê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Đình nằng hồ ti ma háp và lăng. Đin là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, má là đoạn, tí má là hai đoạn âm, háp là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ti na đồ sa ni khét ta ni đồ sa a rằng ba cha. Tác ma thì quy đồ xê su đình năng hồ tu ma háp và lăng. Dạ con xin xuống mic ạ. Con có sai thì Ngài Chí Đức với Sư Pháp Trang toàn thể
Con để đạo tràng chùa cho con ạ. Con kính đảnh lễ Tam Bảo, kính đảnh lễ đạo ngài Chí Đức và đạo tràng. Con xin đọc bài 357. Trinado sa niketa nido sa du sa ayam pa cha tas ma hi vi ta du se su di nam ho ti ma hap pa lam. Trinado sa niketa nido sa du sa ayam pa cha tas ma hi vi ta du se su di nam ho ti ma hap pa lam. Con xin phân tích tí nát hai đoạn âm đốt xa hai đốt xa hai trường âm thông thường nít đoạn âm khét trường âm nhấn ta trường âm thông thường nít đoạn âm rát trường âm thông thường cát đoạn âm đốt xa hai trường âm thông thường đoạn âm nhâm trường âm giọng đọc giọng nguyên âm bát bát đoạn âm chát trường âm thông thường tina do sa ni khét ta ni ta ga do sa a nhâm bát cha đoạn kế tiếp là thas ma hi vi ta la ge su ti nam ho ti ma lap pa lam thas trường âm nhấn ma trường âm thông thường hi vi hi đoạn âm vi trường âm thông thường tá đoạn âm đá ghê hai trường âm thông thường suốt đoạn âm tin trường âm nhấn năm trường âm giọng đọc giọng nguyên âm hô trường âm thông thường tiết má hai đoạn âm hấp trường âm nhấn phát đoạn âm lâm trường âm đọc giọng nguyên âm thát ma hi vi tá ra ghê suốt thì năm hô tiết ma hấp pa lâm. Con đọc lại nguyên bài. Tina do sa ni khét ta ni do ni. Xin lỗi, con xin sám hối, con đọc lại. Tina do sa ni khét ta ni do sa ayam pa cha thas ma hi vi ta do se su ti nam ho ti ma hap pa lam. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa con xin cảm ơn đại chúng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sư Tina. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ. Một lần nữa con hành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con hành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, được quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, cảm ơn. Và đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Quỳnh Quang ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quỳnh Quang, sao bữa nay nghỉ lâu rồi vô đạo tràng mắc cỡ hay sao mà ngồi im ru vậy Quỳnh? Quỳnh Quang ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh có cầm mic được không cô? Cô có cầm mic được không? Thì kính mời cô ạ. Thấy cô vô cô cũng ngồi êm ru, trà khúc thì chạy ra chạy vào mấy bao nhiêu lượt luôn cũng không nghe được. Thích Quang Nguyệt ơi, đang nấu ăn. Dạ vậy thôi, không dám mời, để thức ăn khác thì khổ nữa. Dạ con xin được Quỳnh Quang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Lâu lắm rồi không vào đầu tràng. Vào đầu tràng mắc cỡ hay sao ngồi êm ru vậy? Dạ con xin được ôn bài chị đợi. Dạ xa thú cô. Dạ con xin được trả bài Pháp của kinh số 357. Tina đồ sa ni khách ta ni đồ sát đồ sa a dằng bát cha tát ma hi quỳ tát đồ sê su đình năng hồ tê ma hấp ba lần. Tina đồ sa ni khét ta ni đồ sát đồ sa a dằng ba cha tạt ma hi. Không sai rồi. Tạt ma hi quỳ tát đồ sê su đình năng hồ tê ma hấp pha lăng.
tina đồ sa ni khét ta ni đồ sa đồ sa a dặn ba cha ta ma hi quỳ ta đồ sê su đình năng hồ ti ma hấp ba năng. Dạ con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Tí na hai đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, ní đoạn âm, khét trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, ní đoạn âm. Đô trường âm thông thường, xá đoạn âm, đô sa hai trường âm thông thường, a văn, á đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá đoạn âm, cha trường âm thông thường. Tina đô sa ni khét ta ni đô sa đô sa a văn bá cha. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tasma hi quy tát đồ sê xuất đình năng hồ ti ma hấp ba lần. Tát trường âm nhấn, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm. Quy trường âm thông thường, tá đoạn âm, đồ sê hai trường âm thông thường, xú đoạn âm. Đinh trường âm nhấn, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường. Tí mát hai đoạn âm, hấp trường âm nhấn, phá đoạn âm. Lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ không có sao, tại vào thấy hồi em ru thì Nhục Bình mời thôi, không có gì hết, vào là tốt rồi. Tát ma hi tát tát ma hi quỳ tát đồ sê su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Dạ con xin ôn lại hết bốn câu. Ti na đồ sa ni khét ta ni đồ sa đồ sa a văn ba cha tát ma hi quỳ tát đồ sê su đình năng hồ ti ma hấp pha lăng. Dạ con đọc và phân tích. Nếu con có sai chỗ nào, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Bây giờ con xin được kể. Ti na đô sa ni khe ta ni đô sa a văn ba cha tát ma hi vi ta đô sê su đi năng hô ti ma ha pha đằng. Ti na đô sa ni khe ta ni đô sa a văn ba cha tát ma hi quy tát đô sê su định năng hô ti ma ha pha lăng. Ti na đô sa ni khe ta ni đô sa a văn ba cha tát ma hi quy tát đô sê su định năng hô ti mà hấp pha đằng. Cỏ nằm dại ruộng vườn, sân nằm hại người đời, bố thí người đi sân do vị được quả lớn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cỏ dại tai hại ruộng đồng, sân hận nhiễm độc, giữa lòng thể nhân quý thai những bậc ly sân, cúng dường vị ấy phúc ân dồi dào. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân kêu công đức, Nhật Bình kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, con có sai chỗ nào kính mong Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Dạ, con không còn thấy bàn tay vị nào nữa, mà con biết giờ này Ngài cũng đang bận lắm. Dạ, Ngài có thể cho con một tín hiệu không bạch Ngài? Dạ, Ngài có thể cho con một tín hiệu, Ngài có trở lại Đạo Tràng được chưa Ngài? Dạ, nếu Ngài trở lại Đạo Tràng được, Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. À, con nghe Đại Đức Pháp Trang, con không có dám mời. Dạ, con không dám mời, nên là còn có Ngài thôi, con mong Ngài cho con một tín hiệu. Đồng hồ con mới có 5 giờ 33 phút thôi. Dạ, còn thời gian rất là dài. Mà Ngài thì hôm nay 29 ở Việt Nam, Ngài bận tiếp khách rồi, có vài vị đã rời Đạo Tràng để đi lên chùa Ngọc Đạt rồi. Hay da, rồi Ngài lặng luôn rồi. Dạ, Đạo Tràng cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Dạ, Nhật Quỳnh phải làm sao đây quý vị? Alo, alo. Dạ, Đạo Tràng cho một tín hiệu đi, Nhật Quỳnh phải làm sao? Vị nào có hoan hỷ lên chia sẻ câu Phật ngôn ngày hôm nay thì xin đưa bàn tay lên, hoặc là có ý kiến như thế nào
thì cũng xin trên đưa bàn tay lên. Alo. Quỳnh Nhan Nhật Hà, thanh niên chi khí ở đâu, đưa bàn tay lên coi có ý kiến như thế nào. Ngày bây giờ là ngày bận rồi, ngày bận tiếp khách ở chùa rồi, sắp xếp một ngày ở chùa Ngọc Đạt nên là ngày không có trở lại máy rồi. Quỳnh Nhan Nhật Hà đâu? Quỳnh Quang thì không cầm mic được, nghỉ sớm hả? Trời ơi, nói gì nghỉ sớm thì quá mừng luôn đó. Nhật Quỳnh thích lặng lắm. Dạ, thích lặng. Nghỉ sớm mà Hà cũng mệt rồi phải không? Dạ. Quỳnh Giang Nhật Hà đâu rồi? Ý kiến gì không? Dạ, mời cô nữ Phúc Hạnh. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Đảnh lễ giáo pháp chư Phật giáo pháp và Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Thấy cô Nhật Quỳnh kêu quá, đang nấu ăn mà phải ngừng nấu á. Sau đây Phúc Hạnh phân tích câu pháp cú 357. Tí ná đô sa ni khét ta ni. Tí ná là đoạn âm, đô sa là hai trường âm thông thường, ní là đoạn âm, khét là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Đô sa a dân bát cha. Đô là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đô xa là trường âm thông thường, á là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, bá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Tí ná đô xa ní khét ta ní đô xa á dân bát cha. Thứ ba, tát ma hí ví ta đô xê xú. Tát là trường là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí ví là hai đoạn âm, ta hí ví tá là ba đoạn âm, đô xê là hai trường âm thông thường, xú là đoạn âm. Tát ma hí ví tá đô xê xú. Đinh năng hô tí ma háp phá lăng. Đinh là trường âm nhấn, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí má là đoạn âm, háp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tát ma hí ví tá đô xê xú đinh năng hô tí ma má háp phá lăng. Nguyên câu ạ. Tí na đô sa ni khét ta ni đô sa a dân bá gia. Tát ma hí ví tá đô xê xú đinh năng hô tí ma háp phá lăng. Tí na đô sa ni khét ta ni đô sa a dân bá cha. Tát ma hí ví tá đô xê xú đi năng hồ tí ma háp phá lăng. Xin kể. Tì na đô sa ni khe ta ni đô sa a yang ba cha. Tát ma hi vi ta đô sê su đinh năng hô tí ma háp phá lăng. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời,
bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Đó là bản thạch dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Phúc Hạnh xin xuống mít, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ, sa thu kính cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, nhà Quỳnh kêu quá chịu không có nổi, bỏ bếp. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, bây giờ Nhật Quỳnh xin ý kiến đạo tràng à. Phải làm sao đây quý vị? Hay là mình để văn được không? À, đúng rồi đó nha. Bây giờ thôi, bây giờ nếu mà có ý kiến nào tràn thì mình cho quý vị nghe bài kinh Chuyển Pháp Luân của Ngài Tỉnh Giác tụng. Quý vị có chịu không? Dạ, chịu. Chịu. Dạ, vậy nghe cái bài kinh của Ngài Tỉnh Giác tụng đi xong rồi. Mình nghỉ sớm đi, tại vì bài này rồi còn bài sau nữa, nó cũng có xê xích có chút xíu thôi. Có chữ sân, chữ tham thôi ha. Dạ, giờ ngay bận rồi. Dạ, vậy tốt quá. Vậy Nhật Quỳnh xin xuống mic, Nhật Quỳnh để cái bài của Ngài Tỉnh Giác tụng. Nghe Nhật Quỳnh nghe rất là hay luôn. Và cũng như để tưởng nhớ Ngài. Dạ, hôm nay thì đã cúng, bữa nay chưa tăng tụ hội lại đặng mà làm thất thứ nhất cho Ngài rồi đó quý vị. Nhanh ghê luôn. Một bóng cội tùng đã ra đi. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh xin được xuống mít ạ. Yang viharati isipatane amikataye tanrako bhakava panjavakiye bhikkhu amante sitave me bhikkhave antapabhasite nanasevita payojaya kame sukama sukhalikanu yoko ahino kammo bodho shaniko anariyo anatta sannito yojayam atakilamatanu yoko duko anariyo anatta sannito ete kave upo ande anupakham mama jima patipata tatha katena abhisam buddha jagukaraniyana karani upasamaya apinyaya sambodhaya nirvanaya samvatati katamma jasa bhikkhave majjhima patipatha tatha katena abhisambodha jagukaraniyana karani upasamaya apinyaya sambodhaya nibbanaya samvatati ayameva ariyo akankiko makko sayati tham sammadhiti samma sankappo samma vaca samma kammanto samma ajivo samma ayamo samma sati samma samadhi ayam ko sabhi kave mahima
Uttapadiyanam, uttapadiyanam, uttapadiyanam.
thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi tang ko a pa ni tang tu ka sa mu ta yo a ha ri ya sa chang pa hi nan ti me pi ka re pu pi a na no su te su tham me su cha kum bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi i tang tu ka ni ro a tu a ha ri ya sa chang ti me pi ka re pu pi a na no su te su tham me su cha kum bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi tang ko a pa ni tang tu ka ni ro a tu a ha ri ya sa chang sa chi ka ta pan ti me pi ka ve bu pi a na no su te su tham me bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi tang ko a pa ni tang tu ka ni ro a ko a ha ri ya sa chang sa chi ka tan ti me pi ka ve bu pi a na no su te su tham me su cha kum bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi i tang tu ka ni ro a tha ka mi ni pa ti pa tha ha ri ya sa chang ti me pi ka ve bu pi a na no su te su tham me su cha kum bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi tang ko a pa ni tang tu a ka ni ro a tha ka mi ni pa ti pa tha ha ri ya sa chang pa ve ta pan ti me pi ka ve bu pi a na no su te su tham me su cha kum bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi tang ko a pa ni tang tu a ka ni ro a tha ka mi ni pa ti pa tha ha ri ya sa chang pa vi tan ti me pi ka ve bu pi a na no su te su bu cha kum bu tha pa thi ya nang bu tha pa thi pan ya bu tha pa thi vi cha bu tha pa thi a lo a ko a bu tha pa thi ya va ki van cha me pi ka ve hi me su cha tu su ha ri ya sa che su e van ti pa ri va tang tha va tha sa ka rang ya tha pu tang ya na tha sa nang na su vi su thang a ho si ne va ta va hang pi ka ve sa the va ke lo ke sa ma ra ke sa brahma ke sa sa ma na brahma ni ya pa cha ya sa the va ma nu sa ya anu ta rang sa ma sa mpo ting a pi sa mpo to a pa chan ya si ya to cha ko me pi ka ve hi me su cha to su ha ri ya sa che su e van ti pa ri va tang tha va tha sa ka rang ya tha pu tang ya na tha sa nang su vi su tang a ho si a tha hang pi ka ve sa te va ke lo ke sa ma ra ke sa brahma ke sa sa ma na brahmaniya pachaya satyeva manusaya anutaram samma sambodhiṃ api sambuddho paññā siññānaṃ japanam metasanam uttapādi akuppāme vimodhi
yaman ti ma sa ti na ti ta ni ku na pa vo ti hi ta ma vo cha pa ka va a ta ma na pa cha va ki ya pi ku pa ka va to pa si ta ma pi na tu ti ma sa mi cha pa na va ya ka ra na sa mi pa ya ma ne a ya sa ma to ko ta na sa vi ra cha vi ta ma lang ta ma cha kun u ta pa ti yang kin ti sa mu ta ya ta mang sa pan ta ni ro ta ta man ti pa wa ti te cha pa ka wa ta ta ma cha e pu ma de wa sa ta ma nu sa ve su e